Sau đây, xin mời quý vị cùng đến với giọng hát của hai nghệ sĩ, nghệ sĩ Vân Dung và nghệ sĩ Thanh Hằng qua làn điệu Lòng Vẫn Đợi Chờ, dân ca quan họ Bắc Ninh đời cổ. Thank you.
Bác Hồ, vì chết giả kính yêu của nhân dân Việt Nam, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người có tâm hồn cao đẹp thiêng liêng, là niềm tự hào của những người con dân đất Việt. Chúng con nhớ mãi ơn người, xin dâng người những đóa hoa, những lời ca đẹp nhất và muôn vàn tấm lòng biết ơn sâu sắc qua câu ca "Nhìn cây đa thấy hình bóng Bác" tại đời mới của nhạc sĩ Đức Biên theo điều Hoa Thương Bốn Đường thể hiện các điển anh điển chị. Oh.
người về xóm bán bán hàng để tôi lòng khách qua đàn vào chơi, mỗi người mỗi nước mỗi nơi gặp nhau ta kết làm tôi vợ chồng. Tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời quý vị thưởng thức câu ca quan họ bất minh đời cổ xóm quán bán hàng, hai giọng ca đền em nghệ sĩ Hữu Duy và đồng chí nghệ sĩ ưu tú Minh Thùy trân trọng thể hiện. Xuống sông uống nước cho nguôi tấm lòng.
mời quý vị cùng đến với màn đối đáp giao duyên giữa Liền Anh với Liền Chị quan họ qua hai làn điệu Sông Cầu Nước Chảy Lơ Thơ và Yêu Nhau Cởi Áo Cho Nhau, thể hiện Liền Chị nghệ sĩ ưu tú Hồng Luyến, Liền Anh nghệ sĩ Văn Tuấn. Bao giờ chúng ta lại
Thuyền như người bạn tri âm với bao niềm tâm sự. Thuyền mở đáy chèo, bắt lái chèo ra. Nhịp hai tìm bạn, nhịp ba tìm chồng. Chị hai ơi thương lấy tôi cùng, như mũi có lái, như dòng có mây. Tiếp tục chương trình, xin được trân trọng kính mời quý vị cùng thần thức công ca quan họ bắt lên lời cổ. Thuyền mở đáy chèo, các nền anh nền chị quan họ xin được trân trọng ca tiếp.
nên mất văn hóa là mất dân tộc. Bằng hành động thiết thực của mình, các Điền Anh, Điền Chỉ luôn đề cao việc bảo tồn, gìn giữ và quảng bá, phát huy những giá trị tốt đẹp của dân quan họ Bắc Ninh. Tiếp sau đây, xin mời quý vị cùng thưởng thức giọng ca của Điền Chỉ nghệ sĩ Thanh Quý với câu hát Gọi Đò dân ca quan họ Bắc Ninh lời cổ. Thank you.
Hồ về thăm. Người Bắc Ninh luôn khắc ghi lời Bác. Trước khi đi xa, Bác mong muốn tất cả các thế hệ hãy luôn yêu thương, giữ gìn, trân trọng nền văn hóa của dân tộc, rằng muốn yêu tổ quốc mình càng yêu tha thiết những khúc hát dân ca. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với câu hát Bác đi xa lòng ta còn ước, đặt lời nhớ kim quýnh theo điệu người nhớ do các Điền Anh, Điền Chỉ thể hiện. Quen thuộc của sân ca quan họ Bắc Ninh được thể hiện dưới hình thức diễn xướng truyền thống đôi nam.
câu hát thuộc hệ thống giọng vận các bài ca về sông nước và thường được sử dụng trong các chương trình hát quan họ trên thuyền. Đêm qua ngồi tượng mạn thuyền, trăng in mặt nước càng nhìn càng xinh, nhát trong sơn thủy hữu tình, thơ ngâm ngoài lán rượu bình giải trí trong khoang. Câu hát ngồi tượng mạn thuyền, hai giọng ca đền anh nghệ sĩ Văn Hành và đền anh nghệ sĩ Phúc Trung xin được trân trọng ca tiếp.
Thank you.
trong khu vực đồng bằng châu thổ sông Hồng, nơi được mệnh danh là đất tiên dầu phía bắc kinh thành Thăng Long Hà Nội. Từ xưa, vùng đất này không chỉ nổi tiếng bởi sự phát triển về kinh tế, mà nơi đây còn là quê hương của những chùa tháp và những lễ hội sinh hoạt văn hóa dân gian. Hình ảnh thế nam bên nước hay ánh trăng không chỉ đi vào cảm hứng thơ ca nhạc họa mà còn gửi gắm biết bao nỗi niềm tâm sự về thân phận, về cuộc đời của những con người sinh sống trên miền quê, nơi một Đà Nẵng cũng mang điều dân ca. Sau đây xin được trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức giọng ca của Đền Anh, nghệ sĩ Xuân Đề và cô hát Dòng Thành Gió Mát, dân ca quan họ Bắc Ninh lời cổ. Thank you.
quân họ thì trước hết là sự sum vầy bầu bạn trong tình sâu nghĩa nặng, là sự thể hiện khát khao gặp mặt sau thời gian dài khắc khoải chờ mong. Và khi canh hát càng về khuya thì những câu hát dã bạn lại càng bồng trầm non nỉ, tình người quân họ càng đồng đường thiết tha. Bây giờ chia rẽ đôi nơi, kẻ về người ở như khơi mạch sầu, ruột tầm chín khúc quặn đau, lòng này ai tỏ cho nhau gửi lòng. Quan họ trở ra về, có nhớ chúng em chăng? Thank you.
dân ca quan họ Bắc Ninh trên thuyền với chủ đề Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người. Chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9 năm 2024. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã tới động viên các nghệ sĩ. Xin chân thành cảm ơn các quý vị khán giả đã yêu mến và cổ vũ cho chương trình.